Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona từ Trung Quốc được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Đến ngày 3 tháng 2, Việt Nam có 8 trường hợp mắc bệnh, 27 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly theo dõi chặt chẽ. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên chưa ghi nhận trường hợp nghi ngờ và nhiễm nCoV. Mặc dù vậy, tỉnh sẵn sàng chủ động ứng phó phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh nCoV là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của cả hệ thống chính trị, chống dịch như chống giặc. Đồng chí yêu cầu các cấp các ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chủ động sẵn sàng phối hợp phòng chống dịch bệnh, bình tĩnh xử lý tốt các vấn đề, đánh giá đúng tình hình, dự báo sát và ra quyết định kịp thời hiệu quả. Quản lý chặt chẽ những người đến từ vùng dịch, tăng cường thông tin tuyên truyền cụ thể sâu rộng tới người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Trong công tác phòng dịch là thủ trưởng các cơ quan, người đứng đầu chịu trách nhiệm. Với tinh thần là cả hệ thống chính trị vào cuộc, thì Chủ tịch huyện cũng sẽ về ngay ngày hôm nay phải kiện toàn thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch là do Chủ tịch huyện làm trưởng ban và Chủ tịch các xã là thành viên. Phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng là phải là hiệu quả và phải là quyết liệt. Dừng hết các lễ hội đang hoạt động cũng phải dừng. Và các lễ hội tới đây cũng phải dừng. Rồi chúng ta cũng phải khuyến cáo sao cho toàn người dân khi đi ra ngoài để giao lưu, gặp gỡ những nơi đông người, những nơi mà có khả năng dễ lây lan dịch bệnh thì phải đeo khẩu trang. Thế rồi là vệ sinh, rửa tay thường xuyên, hạn chế cái tiếp xúc với những người chỗ đông người. Các cơ quan bây giờ phải đẩy mạnh cái tẩy rửa, vệ sinh. Thế rồi là khuyến cáo là không đi du lịch nước ngoài. Ngành y tế phải tham mưu cho xác định chỉ rõ những bệnh viện. Và những bệnh viện này là điều trị thì phải xây dựng các phòng, các giường bệnh làm sao cho nó đáp ứng đủ. Tập trung những cán bộ ngành y giỏi nhất, trực, rồi lắm bắt, tập huấn. Rồi chuẩn bị vật tư, thiết bị, nhân lực, xây dựng các cái tình huống phòng dịch trường, nhưng mà phải hiệu quả.